Cuốn 18 chương 27 giải thích Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: đối với hết thảy pháp, tâm không trụ trước nên đầy đủ thiền Ba La Mật. Luận hỏi: thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: chư Bồ Tát từ khi mới phát tâm cầu trí nhất thiết chủng, ở giữa khoảng thời gian ấy đã biết rõ thật tướng các pháp, ấy là Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: nếu như vậy không nên gọi là Ba La Mật, vì cớ sao? Vì chưa đến bờ bên bờ trí tuệ. Đáp: trí tuệ của Phật chứng được thật là thật Ba La Mật, nhân nơi Ba La Mật ấy mà sở hành của Bồ Tát cũng gọi là Ba La Mật, vì là trong nhân nói quả vậy. Bát Nhã Ba La Mật ấy ở trong tâm Phật thì đổi tên là trí nhất thiết chủng. Bồ Tát thực hành trí tuệ cầu đến bờ kia nên gọi là Ba La Mật. Phật đã đến bờ kia nên gọi trí của Phật là nhất thiết chủng. Hỏi: hết thảy phiền não và tập khí Phật đã đoạn, có mắt trí tuệ thanh tịnh nên đúng như thật chứng được thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chưa diệt tận các lậu, mắt tuệ chưa thanh tịnh, làm sao có thể biết được thật tướng các pháp? Đáp: nghĩa ấy sẽ nói rộng ở trong chương sau, nay chỉ lược nói. Như người vào biển, có người mới vào, có người tận thấu đáy nguồn cạn sâu, tuy khác mà đều gọi là vào. Phật và Bồ Tát cũng như thế. Phật thời cùng tận đáy nguồn, còn Bồ Tát chưa dứt phiền não và tập khí, thế lực ít ỏi, không thể sâu vào. Như ở trong phẩm sau có nói thí dụ: như người ở trong nhà tối đốt đèn chiếu các vật, mỗi mỗi đều rõ ràng, lại có thêm đèn lớn nữa thì lại càng rõ hơn, thời biết bóng tối của ngọn đèn sau chiếu phá cùng với bóng tối của ngọn đèn trước chiếu phá cùng ở trong một chỗ. Ngọn đèn trước đi cùng bóng tối ở chung mà cũng chiếu sáng được các vật. Nếu ngọn đèn trước không có bóng tối ở chung, thời ngọn đèn sau không ích thêm gì. Trí tuệ của Phật và Bồ Tát cũng như vậy. Trí tuệ của Bồ Tát tuy cùng với phiền não và tập khí hợp một chỗ mà vẫn có thể biết được thật tướng các pháp, cũng như ngọn đèn trước có thể soi được vật. Còn trí tuệ của Phật dứt hết các phiền não tập khí và cũng biết được thật tướng các pháp, nhưng ngọn đèn sau lại càng sáng rõ gấp bội. Hỏi: thế nào là thật tướng các pháp? Đáp: mọi người đều nói đến thật tướng các pháp tự cho là phải, trong đây nói thật tướng là không thể phá hoại, thường trú không đổi khác, không ai làm ra được. Như trong chương sau Phật nói với Tu Bồ Đề: nếu Bồ Tát quán hết thảy pháp, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân, cũng không tác ý về quán ấy, ấy gọi là Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Theo nghĩa này là bỏ hết thảy quán, dứt hết thảy ngôn ngữ, để các tâm hành từ xưa lại nay bất sanh bất diệt như tướng niết bàn. Tướng hết thảy pháp cũng như vậy, ấy là thật tướng các pháp. Như bạn kể khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật rằng: Bát Nhã Ba La Mật, thật pháp không điên đảo, niệm tưởng quán đã trừ, đường ngữ ngôn cũng dứt, vô lượng tội trừ hết, tâm thường nhất thanh tịnh. Người tôn diệu như vậy, thời thấy được Bát Nhã như hư không vô nhiễm, vô hí vô văn tự. Nếu quán được như vậy, ấy tức là thấy Phật. Đúng như pháp quán Phật, Bát Nhã và Niết Bàn, ba điều ấy một tướng, đúng thật không sai khác. Chư Phật và Bồ Tát là ích cho tất cả. Bát Nhã chính là mẹ hay xuất sanh nuôi nấng, Phật là cha chúng sanh, Bát Nhã sanh ra Phật, Bát Nhã là tổ mẫu của hết thảy chúng sanh. Bát Nhã là một pháp, Phật nói ra nhiều tên, tùy sức các chúng sanh lập ra danh tự khác. Nếu người được Bát Nhã, tâm nghị luận đều dứt, như khi mặt trời mọc, sương sớm biến tan liền, oai đức của Bát Nhã lay động hai hạng người: kẻ vô trí sợ hãi, người có trí hoan hỉ. Nếu người được Bát Nhã, thời là chủ Bát Nhã, đối Bát Nhã không vướng, vướng gì đối pháp khác. Bát Nhã không đầu đến, cũng lại không đi đâu, người trí khắp mọi nơi tìm cầu không thấy được. Nếu không thấy Bát Nhã, ấy là thời bị buộc. Nếu người thấy Bát Nhã, ấy cũng là bị buộc. Nếu người thấy Bát Nhã, ấy thời được giải thoát. Nếu không thấy Bát Nhã, ấy cũng được giải thoát. Việc ấy rất hy hữu, sâu xa có đại danh, thí như vật huyễn hóa, thấy mà không thể thấy. Chư Phật và Bồ Tát thanh văn bích chi Phật, đạo giải thoát niết bàn đều từ Bát Nhã được. Ngôn thuyết là thế tục, vì thương xót hết thảy, giảng danh nói các pháp, tuy nói mà chẳng nói Bát Nhã Ba La Mật. Thế như ngọn lửa lớn, bốn phía không thủ được, không lấy cũng chẳng lấy,
vô thủ diệt bất thủ, một chấp thủ đã xả, ấy gọi không thể thủ, không thể thủ mà thủ, ấy tức gọi là thủ. Tướng bát nhã không hoại, vượt qua mọi ngôn ngữ, vừa không nương tựa đâu, ai khen được đức nó. Bát nhã chẳng thể khen, tôi này được tán thán, tùy chừa khỏi đất chết thì cũng đã được ra. Chương 28 giải thích tướng bát nhã. Hỏi: sao chỉ gọi riêng bát nhã ba la mật là đại ma ha mà không gọi năm ba la mật kia? Đáp: ma ha Trung Hoa dịch là đại, bát nhã dịch là tuệ, bát nhã ba la mật dịch là đáo bỉ ngạn. Vì đến được bờ kia của biển cả trí tuệ, đến bờ bé của hết thầy, bờ mé của hết thầy trí tuệ, đến chỗ cùng tổ nên gọi là đáo bỉ ngạn. Chư Phật trong ba đời mười phương lớn bậc nhất, thứ đến là Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, bốn bậc đại nhân ấy đều từ bát nhã ba la mật xuất sanh nên gọi là đại. Lại nữa, nó hay đem lại cho chúng sanh quả báo lớn vô lượng vô tận, thường không biến khác, gọi là niết bàn. Còn năm ba la mật kia không được như vậy. Bồ thí vân vân mà để bát nhã ba la mật thì chỉ đem lại cho chúng sanh quả báo thế gian, cho nên không được gọi là đại. Hỏi: cái gì là trí tuệ? Đáp: bát nhã ba la mật thu nhiếp tất cả trí tuệ. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát cầu Phật đạo nên phải học tất cả pháp, được tất cả trí tuệ. Đó là tất cả trí tuệ của Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật. Trí tuệ ấy có ba thứ: học vô học, phi học phi vô học. Trí phi học phi vô học là như cản huệ địa, bất tịnh quán, an na bát na, tứ niệm xứ thuộc dục giới, noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, vân vân. Trí học là khổ pháp trí, nhẫn tuệ cho đến hướng a la hán, kim cang tam bụi tuệ trong vô ngại đạo, vô gián đoạn. Thứ chín, trí vô học là a la hán với trí giải thoát thứ chín, giải thoát đạo. Từ đó về sau, hết thảy trí vô học như tận trí, vô sanh trí, vân vân, trí tuệ cầu đạo Bích Chi Phật cũng như vậy. Hỏi: nếu Bích Chi Phật đạo cũng như vậy, thầy làm sao phân biệt giữa Thanh Văn và Bích Chi Phật? Đáp: đạo tuy một thứ mà dụng trí có khác. Nếu lúc chư Phật không xuất hiện, hoặc lúc Phật pháp đã diệt, người ấy do nhân duyên đời trước tự xuất phát trí tuệ, không theo người khác nghe, do tự trí tuệ đắc đạo. Như một quốc vương đi dạo chơi ở trong vườn, ban mai trong sáng trông thấy rừng cây hoa quả tốt tươi, rất đáng ưa vui. Vua ăn xong nằm nghỉ, các đại phu thể nữ của vua trùng nhau hái hoa, bẻ phá cây rừng. Vua thức giận, thấy cây bị hủy hoại mà tự giác ngộ, tất cả thế gian vô thường biến hoại đều cũng như vậy. Suy nghĩ như vậy, tâm vô lậu phát sanh, dứt hết kiết sử, chứng đắc đạo Bích Chi Phật, đủ sáu thần thông để bay đến giữa rừng yên vắng. Nhân duyên như vậy do phước đức nguyện hạnh quả báo đời trước, đời nay thấy được một ít nhân duyên mà chứng thành đạo Bích Chi Phật, như vậy là sai khác. Lại nữa, Bích Chi Phật có hai hạng, một gọi là độc giác, hai gọi là duyên giác. Như trên đã nói, độc giác là người này trong đời này thành đạo, tự mình giác ngộ, không theo người khác nghe, ấy gọi là độc giác Bích Chi Phật, Bích Chi Ca Phật. Độc giác Bích Chi Ca Phật có hai hạng, một vốn là học nhân sanh trong loài người, lúc bấy giờ không có Phật, Phật pháp đã diệt, vị Tu Đà Hoàn này đã mãn bảy phen sanh, không còn phải sanh phen thứ tám tự được thành đạo. Người này không gọi là Phật, không gọi là A-la-hán, chỉ gọi là tiểu Bích Chi Ca Phật cùng với A-la-hán không khác, hoặc có vị không bằng đại A-la-hán, Xá Lợi Phất, vân vân. Hai là đại Bích Chi Ca Phật, trong 100 kiếp tạo công đức, tăng trưởng trí tuệ, được phần 32 tướng, hoặc được 31 tướng, 30 tướng, 29 tướng, cho đến một tướng trong 9 hạng A-la-hán, trí tuệ thông lợi hơn, vào được trong tổng tướng, địa tướng của các pháp thập thông, lâu ngày tu tập định thường ưa ở một mình, tướng trạng như vậy gọi là đại Bích Chi Phật, vì thế mà có sai khác. Người cầu Phật địa, từ khi mới phát tâm khởi nguyện, nguyện tôi làm Phật độ thoát chúng sanh, được hết thảy Phật pháp, thực hành sáu ba la mật, phá chúng ma quân và các phiền não, được nhất thiết trí thành tựu Phật đạo, cho đến vào vô dư niết bàn. Tùy theo bản nguyện bản hạnh, từ trung gian ấy có được trí tuệ, hết thảy tổng tướng biệt tướng đều biết hết, ấy gọi là trí tuệ của Phật đạo. Ba thứ trí tuệ ấy đều biết cả, đến tận cùng bờ mé nó, do vậy nên nói là đến bờ trí tuệ. Hỏi: nếu như đã nói hết thảy trí tuệ đều biết vào, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, sao chỉ nói trí tuệ của ba thừa đến tận cùng bờ nó, mà không nói các trí khác? Đáp: trí tuệ của ba thừa là thật trí tuệ, các trí khác đều là hư vọng. Bồ Tát tuy biết mà không chuyên làm,
như trường núi Ma Lê, các núi khác không sản xuất cây hương trên đàn, ở hoặc ở chỗ khác có lời nói hay, đều từ trong Phật Pháp mà có được. Từ nơi phi Phật Pháp mới nghe tuy hay ho mà lâu thời không đẹp. Thí như sữa bò, sữa lừa, sắc nó tuy giống nhau mà sữa bò thời thành váng sữa, sữa lừa thời thành phân. Lời Phật Pháp và lời của ngoại đạo đều nói không giết, không trộm, tử mẫn chúng sanh, nhiếp tâm địa dục và quán khâu tuy đồng, nhưng lời ngoại đạo nói lúc đầu tuy in tuồng đẹp mà cùng tột chỗ về thời là hư dối. Tất cả ngoại đạo đều mắc vào ngã kiến. Nếu thật có ngã thì nó phải rơi vào hai chỗ là tướng hủy hoại hoặc là tướng không hủy hoại. Nếu là tướng hủy hoại thời phải như da bò, nếu là tướng không hủy hoại thời phải như hư không. Ở hai chỗ ấy không có tội sát, không có phước bất sát. Nếu như hư không, mưa móc không thể thấm, gió nóng không thể làm khô, thế thời rơi vào tục thường. Nếu thường thời khổ không thể não hại, là không thể làm vui. Nếu không chịu khổ là thời không nên tránh khổ tìm phước. Nếu như da bò bị gió mưa làm hư hoại, thời rơi vào vô thường. Nếu vô thường thời không tội phước. Lời ngoại đạo nói nếu đúng thật như vậy, thời đâu có việc không sát là phước, sát sanh là tội. Hỏi phương đức trì giới của ngoại đạo có lỗi như vậy, còn thiền định và trí tuệ thì thế nào? Đáp ngoại đạo để ý tâm chấp ngã chạy theo thiền, cho nên phần nhiều còn ái kiến mạn, không xả hết thảy pháp nên không có trí tuệ thật. Hỏi ông có ngoại đạo quán không? Quán không. Thời xả hết thảy pháp, tại sao nói ngoại đạo không xả hết thảy pháp nên không có trí tuệ thật? Đáp ngoại đạo tuy quán không mà lại chấp thủ tướng không, tuy biết các pháp không mà không tự biết ta không, vì ái trước theo trí tuệ quán không vậy. Hỏi ngoại đạo có định vô tưởng, ở đó tâm tâm số pháp đều diệt, vì đều diệt nên không có lỗi thủ tướng ái trước trí tuệ. Đáp do định lực vô tưởng cưỡng làm cho tâm diệt, chẳng phải do sức của thật trí tuệ, lại ở trong đó sanh tưởng, cho đó là niết bàn, không biết đó có được là chỉ do hòa hợp làm ra, do vậy rơi vào trong điên đảo, trong đó tâm tùy tạm diệt. Sau khi gặp nhân duyên thì sanh trở lại, ví như người ngủ say không mộng, tâm tưởng không hoạt động, nhưng đến khi thức thời có trở lại. Hỏi, định vô tưởng có lỗi như vậy, còn có định phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ở đó không hết thảy vọng tưởng, cũng chẳng giống như cưỡng làm cho tưởng diệt như ở định vô tưởng, mà ở trong đây do sức trí tuệ nên không còn tưởng. Đáp, trong ấy có tưởng, vì tế vi nên không biết. Nếu là vô tưởng thì Phật đệ tử còn vì lẽ gì lại cầu được trí tuệ thật? Trong Phật Pháp, trước thức của trong phi hữu tưởng, phi vô tưởng ấy nương nơi ba uẩn thọ tưởng hành mà trụ. Bốn uẩn này thuộc nhân duyên cho nên vô thường, vô thường nên khổ, vô thường khổ nên không, không nên vô ngã, không vô ngã nên có thể xả bỏ. Các ông ưa đắm trí tuệ nên không được niết bàn, ví như con sâu đo co để chân sau an ổn mới cất chân trước. Nếu chỗ tựa hết không còn tiến tới được nữa mà trở lui, ngoại đạo nương sơ thiền để xả tham dục hạn địa, cho đến nương phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ để xả vô sở hữu xứ. Trên đó không còn chỗ nương nữa, thời không thể xả phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, vì không còn chỗ nương nên lo sợ mất ngã, sợ rơi vào trong chỗ vô sở đắc. Lại nữa, trong kinh ngoại đạo có cho phép sát đạo dâm vọng ngữ, uống rượu, nói rằng vì tế trời nên chú nguyện mà giết không tội. Vì hành đạo nếu gặp cấp nạn, muốn toàn thân mà giết người nhỏ không tội, lại gặp cấp nạn mà vì hành đạo trừ vàng. Ngoài ra được phép trộm lấy để tự cứu toàn, sau sẽ trừ ương tội ấy. Trừ vợ của thầy, phu nhân của quốc vương, vợ của thiện tri thức, đồng nữ, ngoài ra những nữ nhân khác bị bức bách cấp nạn được phép tả dâm. Vì thầy, vì cha mẹ, vì bò, vì thân, vì làm môi giới, được phép nói dối. Ở xứ lạnh cho phép uống rượu thạch mật, trong khi tế trời cho phép nếm một hai giọt rượu. Trong Phật Pháp thì không như vậy, đối với hết thảy chúng sinh, tâm từ xem bình đẳng, cho đến một con kiến cũng không cướp mạng nó, uống gì giết người. Một cây kim, một sợi chỉ không lấy, uống gì nhiều vật. Đối với kẻ dâm nữ vô chủ không lấy tay đụng, uống gì là vợ con người. Đùa giỡn còn không được nói dối, huống chi cố ý nói dối. Tất cả rượu hết thảy thời không được uống, huống chi ở xứ lạnh khi tế trời. Ngoại đạo các ông so với Phật Pháp khác xa nhau như trời với đất. Pháp ngoại đạo các ông là chỗ sanh ra các phiền não, còn Phật Pháp thời là chỗ diệt các phiền não, đó là chỗ khác nhau lớn.
Pháp của Phật vô lượng giống như biển lớn, tùy ý dục của chúng sanh mà thuyết ra mỗi mỗi pháp, hoặc nói có, hoặc nói không, hoặc nói thường, hoặc nói vô thường, hoặc nói khổ, hoặc nói vui, hoặc nói ngã, hoặc nói vô ngã, hoặc nói riêng làm ba nghiệp, thu nhiếp các thiện pháp, hoặc nói hết thảy các pháp, không có tác tướng. Như vậy mỗi mỗi nói sai khác, người vô trí nghe đến là cho trái nghịch sai lầm, còn người trí nhập vào ba pháp môn, quán hết thảy lời Phật nói, đều là thật pháp không trái nghịch nhau. Những gì là ba pháp môn? Một, côn lạc môn. Hai, a tỳ đàm môn. Ba, không môn. Hỏi, sao gọi là côn lạc môn? Sao gọi là a tỳ đàm môn? Sao gọi là không môn? Đáp, côn lạc có 3.200.000 lời. Đức Phật còn tại thế, Đại Ca Chiên Diên viết ra, sau khi Phật diệt độ, tuổi thọ con người giảm dần, sức nhớ biết ít, không thể đọc tụng rộng, các vị đắc đạo soạn làm 384.000 lời. Nếu người nào vào côn lạc môn, thời luận nghị sẽ vô cùng, trong đó có các môn tùy tướng, môn đối trị, vân vân. Tùy tướng môn như Phật nói kệ, các việc ác chớ làm, các việc lành vâng làm, tự thanh tịnh ý mình, ấy là chư Phật dạy. Trong đó nói đủ các tâm số pháp, này chỉ nói tự thanh tịnh ý mình, thời nên biết đã nói đủ các tâm số pháp. Sao vậy? Vì hành tướng và sở duyên đồng nhau vậy. Như Phật nói bốn niệm xứ, trong ấy không rời bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực. Vì sao? Trong bốn niệm xứ, bốn tinh tấn là bốn chánh cần, bốn định tức là bốn như ý túc, năm thiện pháp tức là năm căn lực. Phật tuy không nói các pháp môn khác, mà chỉ nói bốn niệm xứ, nên biết đã nói các pháp môn khác. Như Phật ở trong bốn đế, hoặc nói một đế, hoặc nói hai, hoặc nói ba, như Mã Tinh Tỳ Kheo, A Thuyết Thị Mã Thắng, Mã Sư, nói kệ cho Xá Lợi Phất. Các pháp từ duyên sanh, pháp ấy duyên đến diệt. Thầy tôi Đại Thánh Chủ nói nghĩa ấy như vậy. Bài kệ này chỉ nói đến ba đế, nên biết đạo đế đã có ở trong đó, vì không giỏi nhau. Ví như một người phạm lỗi, cả nhà chịu tội. Như vậy, vân vân, gọi là tướng, tùy tướng môn. Đối trị môn là, như Phật chỉ nói bốn điên đảo, thường điên đảo, lạc điên đảo, ngã điên đảo, tịnh điên đảo. Trong ấy tuy không nói bốn niệm xứ, song nên biết đã có nghĩa bốn niệm xứ. Ví như nói thuốc là đã biết bệnh nó, nói bệnh là biết thuốc nó. Nếu nói bốn niệm xứ, thể biết đã nói bốn đảo là tướng tà. Nếu nói bốn đảo là đã nói các kiết sử. Vì cớ sao? Vì nói cội gốc, thời biết đủ cảnh lá nó. Như Phật nói hết thảy thế gian có ba độc, nói ba độc nên biết đã nói ba phần tám chánh đạo. Nếu nói ba độc nên biết là đã nói hết thảy các phiền não độc. 15 thứ ái là tham dục độc, 5 thứ sân là sân huế độc, 15 thứ vô minh là ngũ si độc, các tà kiến kiêu mạn nghi thuộc về vô minh. Như vậy tất cả các kiết sử đều thu vào ba độc. Lấy gì để diệt nó? Lấy 3/8 chánh đạo. Nếu nói 3/8 chánh đạo nên biết đã nói 37 trợ đạo phẩm. Các tướng như vậy gọi là đối trị môn. Những pháp tùy tướng môn, đối trị môn như vậy gọi là côn lạc môn. Sao gọi là môn A Tỳ Đàm? Hoặc Phật tự nói nghĩa các pháp, hoặc Phật tự nói danh tự các pháp, các đệ tử tập hợp thuật giải nghĩa lý của nó. Như Phật nói có tỳ kheo, đối với các pháp hữu vi không tránh ước niệm, mà muốn được đệ nhất pháp của thế gian, thế đệ nhất không có lẽ đó. Nếu không được đệ nhất pháp của thế gian mà muốn vào trong chánh vị, không có lẽ đó. Nếu không vào trong chánh vị mà muốn được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không có lẽ đó. Nếu có tỳ kheo đối với các pháp hữu vi tránh ước niệm, muốn được pháp đệ nhất của thế gian, việc ấy có được. Nếu được pháp đệ nhất của thế gian nên được vào chánh vị, vào chánh vị nên được quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì chắc chắn có lẽ ấy. Như Phật nói đi thẳng đến pháp đệ nhất của thế gian mà không nói các nghĩa tướng của nó, như nó hệ thuộc giới nào, nhân duyên gì, quả báo gì. Từ pháp đệ nhất của thế gian, các pháp sở hạnh của hàng thanh văn cho đến vô dư niết bàn, mỗi mỗi phân biệt nghĩa tướng của nó, ấy gọi là A Tỳ Đàm môn. Không môn là sanh không, pháp không. Như trong kinh Tần Bà Ta La, vương hình Phật nói, Phật bảo đại vương, khi sắc sanh chỉ là không sanh, khi sắc diệt chỉ là không diệt, khi các hành sanh chỉ là không sanh, khi diệt chỉ là không diệt. Trong ấy không có tự ngã, không người, không thần ngã, không có người từ đời này đến đời sau. Chữ nhân duyên hòa hợp danh tự là chúng sanh. Kẻ phàm phu ngu si chạy theo danh để cầu thật. Trong các kinh như vậy, Phật nói về sanh không. Pháp không là
Như Phật nói ở trong kinh Đại Không, 12 nhân duyên từ vô minh cho đến già chết. Nếu người nói đó là già chết hoặc nói ai già chết đều là tà kiến, sanh hữu thủ, thọ ái xúc lục nhập, danh sắc thức hành vô minh cũng như vậy. Hoặc có người nói thân tức là thần ngã, hoặc nói thân khác thần ngã, hai lời đó tuy khác nhau song đồng là tà kiến. Phật nói thân tức là thần ngã, tà kiến như vậy chẳng phải đệ tử ta, hoặc nói thân khác thần ngã cũng là tà kiến chẳng phải đệ tử ta. Trong kinh ấy Phật nói về pháp không, nếu nói ai già chết nên biết đó là lời hư vọng, ấy gọi là sanh không. Nếu nói ấy là già chết nên biết đó là lời hư vọng, ấy gọi là pháp không, cho đến vô minh cũng như vậy. Lại nữa, Phật nói về 62 kiến trong kinh Phạm Võ, nếu có người nói thần ngã thường thế gian cũng thường, ấy là tà kiến. Nếu nói thần ngã vô thường thế gian vô thường, ấy cũng là tà kiến. Nếu nói thần ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường, thần ngã và thế gian chẳng phải thường và chẳng phải vô thường, đều là tà kiến. Do vậy biết các pháp đều là không, ấy mới là thật. Hỏi: nếu nói thần ngã thường nên là tà kiến vì cớ sao? Vì tánh thần ngã không có. Nếu nói thần ngã thường cũng phải là tà kiến vì cớ sao? Vì thế gian thật vô thường, vì điên đảo cho nên nói thường. Nếu nói thần ngã vô thường cũng là tà kiến vì cớ sao? Vì tánh thần ngã không có, không nên nói là vô thường. Còn nếu nói thế gian là vô thường thì chẳng phải là tà kiến vì cớ sao? Vì tánh hết thảy pháp hữu vi thật đều vô thường. Đáp: nếu hết thảy pháp thật đều vô thường, sao Phật nói thế gian vô thường ấy gọi là tà kiến, thế cho nên biết thế gian chẳng phải thật là vô thường. Hỏi: nơi nơi Phật đều nói quán pháp hữu vi vô thường, khổ không vô ngã, khiến người ta đắc đạo, sao đây nói vô thường bị rơi vào tà kiến? Đáp: Phật nơi nơi thuyết vô thường, nơi nơi thuyết bất diệt. Như mà Hà Nam Thích Vương đi đến Phật, bạch Phật rằng: ở thành Ca Tỳ La này dân chúng đông nhiều, có khi tôi gặp họ trong xe, ruổi ngựa, voi cuồng đấu sức, bẻ mất tâm niệm Phật. Khi ấy tôi tự nghĩ, nếu nay tôi chết sẽ sanh về đâu? Phật bảo Mahānam: ngươi chớ sợ hãi, ngươi bây giờ không sanh vào ác thú mà sanh đến thiện thú. Ví như cây thường nghiêng về hướng đông, nếu có bị đốn chắc ngã về hướng đông, người lành cũng như vậy. Nếu nghi thân tử hoại, thiện tâm ý thức thường lấy tính giới văn thí huệ huân tâm, nên chắc chắn được lợi ích, được sanh lên cõi trời. Nếu hết thảy pháp niệm niệm sanh diệt vô thường, sao Phật nói các công đức huân tập, cho nên mới chắc chắn được sanh lên cõi trời. Do vậy nên biết chẳng phải tánh vô thường. Hỏi: nếu vô thường là không thật, sao Phật nói vô thường? Đáp: Phật tùy chỗ thích ứng của chúng sanh mà thuyết pháp, vì phá điên đảo chấp thường cho nên Phật nói vô thường. Vì người không biết không tin có đời sau, nên Phật nói tâm đi đến đời sau, sanh lên cõi trời do nghiệp tội phước trong ngàn vạn kiếp không mất. Đây là đối trị tất đàn, chẳng phải đệ nhất nghĩa tất đàn. Thật tướng các pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Nhiều nơi Phật cũng nói các pháp không, trong các pháp không cũng không vô thường. Do vậy nên nói thế gian vô thường là tà kiến, thế nên gọi là pháp không. Lại nữa, Phạm Chí ở thành Tỳ Gia Ly tên Luận Lực. Những người có tài lợi hưng thịnh đem nhiều vật báu thuê Luận Lực đến tranh luận với Phật. Nhận vật thuê xong, ngày đêm ấy soạn 500 nạn vấn, sáng sớm cùng người tài lược đi đến chỗ Phật, hỏi Phật rằng: một đạo cứu kính hay nhiều đạo cứu kính? Phật nói: một đạo cứu kính chứ không nhiều. Phạm Chí nói: Phật nói một đạo, các thể ngoại đạo đều có đạo cứu kính, thế là nhiều chứ không phải một. Phật nói: tuy tên có nhiều mà đều chẳng phải thật đạo, vì có sao? Vì hết thảy đều mắc vào tà kiến, nếu không gọi là đạo cứu kính. Phật hỏi Phạm Chí: lục đầu Phạm Chí đắc đạo chăng? Đáp: trong hết thảy người đắc đạo đây là đệ nhất. Khi ấy tỷ kheo trưởng lão lục đầu Phạm Chí đang ở sau lưng Phật hầu quạt cho Phật. Phật hỏi Phạm Chí: ông biết tỷ kheo này chăng? Phạm Chí thưa biết, rồi hổ thẹn cúi đầu. Bấy giờ Phật nói nghĩa phẩm kệ: mỗi mỗi cho cứu kính mà mỗi tự ưa đắm, cho mình phải người trái ấy đều chẳng cứu kính. Người ấy vào luận chúng khi biện minh nghĩa lý, mỗi mỗi thị phi nhau, hơn thua ôm lo mừng. Người hơn rơi hỏng kêu, kẻ thua xa cũng lo. Cho nên người có trí không theo hai pháp ấy, Luận Lực ông nên biết, pháp của đệ tử ta không hư cũng không thật. Ông muốn cầu việc gì? Ông muốn hoạn luận tôi, chọn đã không hoạn được,
khó thắng bậc đại trí, trì đồ tự hủy hoại. Như vậy nhiều nơi trong các kinh thanh văn Phật thuyết các pháp không, đại thừa không môn là hết thảy các pháp, tánh thường tự không, không do trí đại phương tiện quán, cho nên không. Như Phật nói với Tu Bồ Đề, sắc sắc tự không, thọ tưởng hành thức, thức tự không. 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, 37 đạo phẩm, 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, tát bà, nhã, cho đến vô thượng chánh đẳng, chánh giác đều tự không. Hỏi, tất cả các pháp tánh thường tự không, không có gì, sao không đọa vào tà kiến? Tà kiến gọi là không tội, không phước, không đời này, đời sau, cùng với đây nói không, không khác nhau. Đáp, người nói không tội, không phước, họ không nói, không có đời này, chỉ nói không có đời sau, như loài cây cỏ tự sanh tự diệt, hoặc người sanh hoặc người giết, chỉ ở trong đời hiện tại, không còn có sanh ở đời sau, mà họ không biết quán trong thân, ngoài thân, tự tướng đều không, do đó mà có khác. Lại nữa, người tà kiến làm nhiều việc ác, giữa các việc lành, còn người quán không, đối với thiện pháp còn không muốn làm, huống chi làm ác. Hỏi, tà kiến có hai thứ, thứ phá nhân phá quả, có thứ phá quả không phá nhân, như lời ông nói là phá quả không phá nhân. Phá quả phá nhân là nói không nhân không duyên, không tội không phước, ấy là phá nhân. Nói không đời này, đời sau, tội phước quả báo, ấy là phá quả. Người quán không, nói đều không, thể tội phước nhân quả đều không, thể cùng với tà kiến, đây có gì khác? Đáp, người tà kiến đối với các pháp đoạn diệt làm cho không, còn người đại thừa biết các pháp thật không, không phá, không hoại.